Yo, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và đây sẽ là một cái series khi mà mình chơi sang phái né các bạn nhá. Và để chơi được phái né này thì các bạn cùng theo dõi mình xem là ngày hôm nay mình sẽ làm những cái gì nha. Ok, đấy. Sau khi nhập post xong thì mình cũng đã có đủ đào để chặt phát lên level 35 rồi. Liên tục là chặt cây thôi. Và bây giờ là nâng cấp thêm cái vật cưỡi. Thì hiện tại là server này thì mình sợ các bố chơi né lắm. Nên là mình cũng mua cái kháng né đầu tiên. Tiếp theo sau đấy nữa thì mình sẽ đầu tư vào cái kháng choáng nha các bạn. Độ kiếp lên luôn. Đấy, ở server này thì mình không chơi khỉ nữa, mình chuyển sang chơi cá các bạn nhá. Nhìn trông cho nó chất chơi người rơi, mồm doe. Nhìn cho nó ngầu các bạn ạ. Đấy, xài lên luôn. Yêu lực cộng 2.400. À đúng rồi, thì có phải chia sẻ với các bạn luôn, nếu như bạn nào mà là người mới mà chưa biết hoặc là chưa xem cái video hướng dẫn về cách chơi mới nhất dành cho các bạn tân thủ cũng như là ít nào, thì cứ ở cái level này dưới tầm level 200, không chỉ tầm 150 thôi, là cứ cái đồ nào mà lực chiến cao hơn là mình múp. Bởi vì sao? Bởi vì là mình thì mình lại chơi với em ứng long các bạn ơi. Mình chắc chắn là server này mình sẽ chơi ứng long rồi. Mình sẽ chơi ứng long cộng thêm một con pet đỏ đấy, dự kiến thế cho các bạn biết là sẽ phải nạp vào đây khá khá đấy, chứ không phải là easy đâu. Thực ra mình cũng định làm series cày cháy lắm ấy, nhưng mà thật sự các bạn luôn là mình không có thời gian các bạn ơi. Giờ nó ngồi chặt lâu lắm thì bắt buộc là mình phải mua cái thẻ tháng rồi thẻ trọn đời các kiểu để mà thứ nhất là cái huyết mạch tiên thiên cũng như là cái chặt cây ấy thì nó được tăng tốc lên ấy. Rồi tí nữa thì chúng ta sẽ múc nha, cứ dần dần từ từ thôi. Ok, nhận thưởng này, vui mở server múc luôn. Những bạn nào mới chơi tân thủ thì nên theo dõi cái series này nhá, bởi vì là mình sẽ làm theo từng ngày ấy. Các bạn sẽ biết là làm những cái gì hoặc là có những mẹo gì trong từng ngày, khi mà mình gặp phải những cái vấn đề gì thì mình sẽ trả lời luôn ấy, thì các bạn sẽ không phải thắc mắc đấy. Rồi, tinh quái là một trong những cái cực kỳ quan trọng, xả luôn từ ngày đầu tiên đi các bạn ơi. Đấy. Ok, có một đồ ngon này, 19.000 điểm lực chiến ở giai đoạn này là cũng được. Lực chiến của mình bây giờ đang là 534.000 nha. Đấy, cứ đồ nào lực chiến cao là mình thay thôi. Chưa bỏ qua được hoạt ảnh đúng không? Ok, rồi luôn, hay quá. Hình như em này là liễu đạo chân. Và liễu đạo chân thì lại rất là ngon dành cho... Ui rồi, lại đại minh vương lại bảo kích. Không sao, mang đi đánh dị thú xâm lược cũng được các bạn ạ. Còn cái ông già lúc nãy là liễu đạo chân, ông đấy thì có khả năng, hình mình không nhầm ấy, là ông đấy có thể là búp cho phải né được. Đây xem nào, đây đúng rồi, đại minh vương thì có bạo kích này. Để xem ông liễu đạo chân này, đấy mỗi lần né hồi 15% HP, ngon mà, đấy mình nhớ mà. Mình chặt phát lên level 38 rồi, với lại gần 1.000 đào này thì để mình xem nào. Chắc chắn là bây giờ phải múc rồi vào cái thẻ trọn đời rồi các bạn ạ. Để tí nữa kiểu gì cũng phải đi reset pet các bạn ơi. 779k này, múp. Rúp rúp rúp. Đấy. Ok này. Ây xời, ngon luôn. Và hoàn toàn là mình có thể mở được tự động trong phần huyết mạch thiên tiên nữa các bạn nhé. Bỏ qua quảng cáo này, giới hạn thiệp tiêu chính cộng 3 lên. Ok là đấy chứ. Tích nạp này, có thêm 100 đào này, 150 cái ngự linh thạch này các bạn ơi. Nói chung là mình đang phân vân em kỳ lân em thanh long, nhưng mà thiên hướng của mình thì cứ vẫn lấy một em thanh long, đề phòng là sau này mình sẽ cần dùng đến nó. Bởi vì là em thanh long này khá là đa dụng các bạn nhé. Nó có thể đi được với hầu hết các môn phái, thế cho nên là các bạn hoàn toàn là có thể chơi em thanh long được. Nếu mà sau này nếu như mà ra nhiều kỳ lân thì có lẽ là mình cũng sẽ chơi kỳ lân, bởi vì nó sẽ cực kỳ tốt cho phái né giống như mình. Đấy, quan trọng là các bạn phải lựa chọn được là ở giai đoạn đầu ấy thì các bạn sẽ theo trường phái nào nha các bạn ơi. Nếu như các bạn mà chưa biết trường phái nào nên chơi thì các bạn có thể xem lại trong cái series hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo nhé. Thì trong đấy mình cũng có chia sẻ một vài môn phái phổ thông để cho các bạn có thêm sự tham khảo nha. Bây giờ là còn mấy cái gói này này. Đấy, ví dụ như là cấp tiên thụ này là chắc chắn phải mua này các bạn này. Bởi vì là lên level cao này thì chắc chắn là phải cần rồi. Đã xác định đua top thì phải cần cái quỹ cấp tiên thụ nha các bạn ơi. Múp luôn, mà chỉ có 249 thì mình thấy là cái quỹ này là quỹ mà rẻ nhất cũng như là lời nhất trong tất cả các cái gói rồi. Đâu, để mình xem tiên thụ xem nào. Ôi, chỉ cần 28 bình thôi là mình có thể là nhót được rồi. Ok đấy. Nhưng còn mười mấy giây nữa thì phải. À không, được rồi, được luôn rồi. Wow, ngon rồi các bạn ơi. Như vậy là mình đang ở tiên thụ cấp 7 rồi. Úi, ngon ngay. Qua cấp tiên thụ lại có thêm đào. Úi rồi ôi, tịnh bình thủy đúng không? Giảm phát luôn được mấy tiếng nữa này. Chỉ còn lại 5 tiếng nữa thôi. Tí nữa đi làm nhiệm vụ các kiểu kiểu gì
Nó chợt giảm một phát được luôn, lại lên tiến thủ cấp 8 ngay ấy mà. Rồi, đi đánh đấu pháp phát. Khiêu chiến đấu pháp. Rồi, hiện tại server này mình vào sau khoảng hơn 1 tiếng các bạn ạ. Tiếng rưỡi hay là 2 tiếng gì đấy. Nên là thành ra mấy cái hoạt động này của mình là làm hơi chậm nên đứng top hơi thấp tí. Nhưng không sao, dần dần thì mình sẽ vươn lên thôi. Các bạn cứ yên tâm, hãy tin tưởng vào mình nha. Ok, chặt cây này. Tiếp tục nhận thưởng. Rồi, sau khi chặt một lúc ấy thì chắc chắn là mình sẽ cần phải đến cái gói tiếp theo, đó chính là cái quỹ trấn yêu tháp này nha các bạn ơi. Một củ 3 để sẽ giúp cho chúng ta có thể lựa chọn một con pet đỏ. Đấy, cộng thêm khá phần thưởng đấy. Bởi vì là ngày đầu tiên thì mình cũng sẽ cần phải đầu tư vào pet khá nhiều, do là bước sang 10 giờ sáng ngày thứ hai thôi. Và chúng ta sẽ có thêm cái hoạt động mà cần rất là nhiều pet. Nếu như các bạn có pet cam, pet tím, pet đỏ thì chắc chắn là cái hoạt động đấy các bạn sẽ đứng top cao. Đặc biệt là trong top 1 á, thì các bạn hoàn toàn là có thể sở hữu được thêm một cái giường chọn pet nữa. Đấy, nên là mình cũng đầu tư vào đây nha các bạn. Hy vọng rằng là mấy cái bạn chơi cùng server mình thì chưa biết cái mẹo này. Và tiếp tục nữa nó sẽ phải là một cái quỹ này các bạn ơi. Đó chính là quỹ tu vi. Quỹ tu vi thì sẽ cho mình khá, đó chính là cái tiên ngọc. Cũng như là thêm một chút cái để nâng cấp độ thân mật cho tiên hữu của mình ấy. Thì nó sẽ ngon lành cành đào hơn. Ok này. Rồi, để xem tích nạp nào các bạn ơi. Ok, 648 rồi. 722 rồi các bạn ơi. Chuẩn bị có thêm được một cái dương này các bạn nhé. Và trong cái dương đấy thì cực kỳ là ngon lành cành đào luôn các bạn. Và đây các bạn ơi, chắc chắn là sau khi mà chúng ta mua mấy quỹ đấy, nó sẽ hiện ra một cái là hoàn trả mức cao ấy. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái ngự linh thạch. Đấy, các bạn thấy chưa? Và mình sẽ múc luôn cái này để có thể là đua top ở cái sự kiện ngày mai nha. Thì với cái 1800 này mình có thể reset và lấy được một em pet đỏ. Cộng với cả nếu như hên ngày mai mình đứng top 1 trong cái sự kiện, đó chính là đua top liên quan đến linh thú, thì mình sẽ có thêm người dương lựa chọn linh thú đỏ nữa, là nó sẽ ngon lành cành đào liền nha các bạn. Úi dồi, xót xa quá. Đây rồi, đây là có một cái dương rồi các bạn ơi. Perfect, các bạn biết dương này là dương gì không? Đây. Lục nhĩ di hầu. Wow. Nhiều bạn thắc mắc là hỏi mình làm nào để có thể là lấy được lục nhĩ di hầu. Thì đây nha các bạn. À, thêm một em mình làm nữa này. Đấy, các bạn chỉ cần trợn mắt lên thôi. Face ID. Đấy, 4-5 phát là chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được em lục nhĩ di hầu nha các bạn. Ui giời ơi, mà avatar phát nhở. Đây, thuộc tính cường hóa là cộng 1%, cấp sau nữa là cộng lên 2%. Nói chung là thuộc tính thì nó cộng lên không được nhiều lắm, bởi vì nó sợ sẽ bị mất cân bằng game. Tuy nhiên là về cái ngoại hình thôi, đẹp dã man con ngàn luôn các bạn. Ấy, lúc nãy mình reset được em Thanh Long ở đây rồi. Nhưng mà với tình hình là nếu như mà mình sở hữu luôn mấy cái gói kia thì khả năng cao là mình đổi luôn sang em Kỳ Lân. Bởi vì là Kỳ Lân thì xác định chơi phải né lâu dài, chơi Kỳ Lân thì vẫn hợp lý hơn các bạn. Thôi được, Thanh Long thì cứ lấy một em cũng chả sao, sau này nó liên quan đến kích xuyên mà. Ui dồi, nãy giờ ra khá pet cam mà không ra thêm. Ui, vai trưởng ảo thật đấy, Kỳ Lân thật này. Em múc thôi chứ còn gì nữa. A few moments later. Ok các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Đây rồi, mình đã có một em Kỳ Lân rồi nha các bạn ơi. Let's go. Ngon lành cành đào lươn. Nhận thêm một số phần thưởng. Hết rồi. Dưới này có đổi cái triệu hồi tinh quái thôi các bạn. Ồ, 10 vé này. Triệu hồi là ngon lành đấy. Thử xem được cái gì không nào. Ui giời. Ở nick này thì mình roll khá là xui. Khi mà chưa được con tinh quái nào xịn sò con bò cả các bạn. Tinh quái về sau khó lấy phết ấy. Giai đoạn đầu mà không ra được là về sau. Ôi rồi này. Thọt phết. Khiêu chiến đấu pháp tí xem nào. Hiện tại của mình đang là top 55. Thôi, tích cực đánh thôi nhỉ. Nếu như tích cực đánh thì chắc là mình nằm trong top 10. Còn nếu như mà ngon lành cành đào hơn thì cũng phải nằm trong top 5. Mà ngon lành cành đào nữa thì cố gắng lên top 3 chứ. Lục nghĩ gì hầu mà không trong top 3 thì ối dồi quá. Khi mà mình đi đánh cái đấu pháp này thì mình sẽ cố gắng là chừa những cái bạn ở trong bang mình ra nha. Không đánh cùng bang thì chết. Trừ hết điểm của anh em trong bang dở hơi ấy. Ôi dạ, bạn nghe choáng ghê ấy nhở. Khả năng cao là đi đánh PK này để cho an toàn là tí nữa mình phải mua thêm một cái, đó chính là kháng choáng mới được. Bây giờ tiếp tục trấn yêu tháp các bạn ơi. Bởi vì cái này là quan trọng này. Lên tầng 6 là sẽ có thêm một em pet đỏ cực kỳ là xịn sò luôn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì trong tất cả những em pet đỏ đó, ở thời điểm đầu game như thế này thì vẫn không thể nào mà sánh được so với em ứng long nha các bạn.
Đấy là mình nói ở cái trường hợp là những bạn nào nạp nha. Giống như mình nha, thì em ứng long này sẽ cực kỳ là phù hợp ở giai đoạn đầu ấy, đi đánh PK sướng dã man luôn, leo ải nó cũng phê nữa cơ. Rồi, ok. Ok. Trang bị mới, lực chiến tăng là mình cứ nhót thôi. À, tiên thủ của mình thì mình xem ra nào. Lên cấp 9 cái. Mình muốn lên cấp 9 luôn quá. Lên cấp 9 để có thể là mở được cái chặt cây, chặt một phát là tốn 2 thể lực là được 2 trang bị luôn ấy. Cần tốn bao nhiêu đây? Cần tốn khá như 188 bình. Để mình xem ra nào. Ở trong này là mua được 56 bình nữa, mình mua luôn các bạn ạ. Rồi luôn, ok, giảm được 4 tiếng luôn. Quỹ trấn yêu tháp, đây các bạn ơi. Là câu. Vậy là mình đã có thể là sở hữu được thêm một em pet đỏ nữa rồi. Ngon lành cành đào các bạn ạ. Perfect, perfect. Mấy trang bị này thì mình sẽ bỏ đi. Cố lên nào, đánh nha, em này được thêm mấy cái tịnh bình thủy xem là có chiến thắng được hay không nha. Ai ôi, tao ấy. Choáng đi, ui, hay quá, hay quá. Thắng được. Ui, ngon, phê. Tuyệt vời mặt trời, có thêm mấy cái tịnh bình thủy nữa rồi. Quỹ mạo hiểm này, cái quỹ mạo hiểm này cũng ngon các bạn. Nhưng mà mình thì hiện tại là mình thấy nó đắt quá. Đây 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 đây, đây các bạn ơi. Lại cô, thế thì mình chắc chắn là lấy em kỳ lân rồi. Đấy, thế là hai em kỳ lân rồi này các bạn này. Hai em kỳ lân rồi này. Xịn sò con bò luôn này. Phê chưa, phê chưa. Ồ, trong này thì còn khá những cái phần thưởng nữa, mình có thể nhận được nha. Cái này thì mình sẽ tích cực là cày trấn yêu tháp hơn thôi. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi của mình ở series này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.